Thầy nhìn được slide của nhóm anh chưa ạ? Nhóm 6 là gồm Hoàng này, Thành và Tuấn đúng Dạ vâng không? Ok, mình nhóm 6 nào. ạ. Vâng ạ. Thưa thầy, em xin phép bắt đầu ạ. Nhóm em nhận đề tài là xây dựng hệ thống khí nén cho quá trình ép phun sản phẩm. Nhóm em gồm 3 người là Tuấn, Thành và Hoàng ạ. Thì nhóm em chia thành 5 nội dung chính. Thứ nhất là tổng quan đề tài, thứ hai là mô hình hệ thống và chọn thiết bị, thứ ba là thiết kế điều khiển khí nén, thứ tư là thiết kế điều khiển điện khí nén, và thứ năm là nhận xét kết quả và kết luận. Thì đầu tiên là về phần tổng quan đề tài. Đề tài nhóm em là thiết kế hệ thống khí nén, điện khí nén cho quá trình ép phun sản phẩm. Thì bọn em đề tài của em bao gồm một số cơ cấu chuyển động như sau. Thứ nhất thì ở đây là cái cơ cấu xi lanh, cơ cấu xi lanh, đây là phần nâng lên hạ xuống. Số 8 đây là một cái cơ cấu hút. Số 9 là một cái băng tải. Đây là một cái cơ cấu quay. Quay có thể quay một góc 90 độ. Còn đây là cơ cấu tĩnh tiến. Thì đầu tiên thì sản phẩm sẽ được băng tải chuyển vào. Sau đó thì cái cơ cấu nâng lên hạ xuống này sẽ hạ xuống, và cơ cấu hút này sẽ hút sản phẩm. Và cái này lại về vị trí ban đầu. Sau đó thì cái cơ cấu quay này sẽ quay sang trái một góc 90 độ, và cơ cấu tĩnh tiến này cũng sẽ tĩnh tiến sang trái hết hành trình. Sau đó thì cái À, băng cơ cấu tải này đúng không? sẽ dạ À, không định nói nhưng mình bị thả vào cái băng tải. dạ vâng sau đó cái này cái cơ cấu tĩnh tiến này sẽ sang trái đến hết hành trình, và cấu này sẽ hạ xuống, và đồng thời là sẽ hạ xuống, và cái số 8 này sẽ nhả vật ra. Sau đó thì cái cơ cấu này sẽ quay về vị trí ban đầu, và đồng thời là cơ cấu quay cũng sẽ quay sang phải. Cơ cấu tĩnh tiến sẽ tĩnh tiến sang phải, và cơ cấu quay cũng sẽ quay sang phải đến hết hành trình, và hết và quay lại vị trí ban đầu. Và đấy là hết một một vòng của cái đề tài. Thì không biết là mọi người đã thầy và mọi người đã hiểu về cái đề tài của nhóm em chưa ạ? Mình ok. Dạ vâng ạ. Phần 2 là phần lựa chọn thiết bị. Thì thứ nhất là về xi lanh, thì nhóm em lựa chọn của hãng Festo, đó là Festo DSBC 32500, với các thông số là đường kính piston là 32 mm, hành trình 500 mm, phát hiện vị trí đối với cảm biến tiệm cận, và kết nối khí nén G1 trên 4. Thứ hai là Festo DNC 50-100, đầu trục piston ven ngoài 10-16 x 1,5, áp suất hoạt động là 0,6 đến 12 bar, đường kính là 50 mm, hành trình 100 mm, nhiệt độ môi trường là từ âm 20 đến 80 độ C, và cổng khí vào gen G1 trên 4, và đây là hình ảnh của cái xi lanh. Thứ hai là về van, thì bọn em lựa chọn nhãn hiệu là VUVS L25 B52, loại chuyển động là điện. Kích thước van là 14 mm, chức năng van là 5 trên 2, kết nối khí nén G1 trên 4, tốc độ dòng chảy tiêu chuẩn là 540 đến 600 trên P. Thứ hai là nhãn hiệu VL53E, loại chuyển động là điện. Kích thước van là 65 mm, chức năng van là 5 trên 3, kết nối khí nén là G1 trên 4, tốc độ dòng chảy tiêu chuẩn là 6.400 trên P. SMT 8M APS 24V,
loại là cảm biến tiệm cận, chuyển đổi đầu ra là NPN, hiệu điện thế cung cấp là 24VC, kết nối điện là cáp 3 dây và chiều dài cáp là 2,5 m. Đây là hình ảnh của cảm biến tiệm cận. Thứ tư là về nút bấm Mình thì hỏi là cái gì? Hai chữ VC dạ là cái gì? VC là cái gì? Anh ấy được à nói là 24VDC ạ. à rồi. Thế chắc mình hỏi một tí rồi. Em chọn cái xi lanh dựa trên trên tiêu chuẩn, dựa trên cái thí dụ nào, cái gọi là giả sử nào, cái xi lanh của em nó xi lanh em chọn ấy, là xi lanh nào? Là đây ạ, hai xi lanh của Festo. Ừ, ví dụ là hai xi lanh của em ấy là nó là xi lanh để mà đưa cái sản phẩm đi ra hay là như nào? Thưa thầy là nhóm lựa chọn xi lanh thì có hai chế độ là on off thế nữa. Còn nick À, của em em có hiểu câu hỏi của mình không? dạ cái Là nick của em lựa chọn xi lanh theo cái hành trình tương đối thôi chứ đi rồi. Nhưng mà thầy hỏi một tí là em thử nhìn lại cái sơ đồ công nghệ của em ấy. Thì ừ đấy đúng rồi. Thế thì cái xi lanh em chọn thì nó dựa trên cái hành trình nào trên này? Thưa thầy là em lựa chọn nó trên cái hành trình, nói chung là cái nâng hạ xuống này, cái cơ cấu tĩnh tiến, cơ cấu hút và chuyển động quay. Vâng. Ok. Rồi. Thế thì với cái em chọn ấy, thì cái lực mà người ta sinh ra được thì nó nâng lên hạ xuống, nó chuyển động tay quay rồi nó sang trái sang phải đấy, nó sinh được cái lực khoảng bao nhiêu newton, liệu nó có đủ cho cái công nghệ của mình không? Em nghĩ là đủ tại vì cũng không biết thực tế là nó cần lực bao nhiêu Newton để hút vật nữa thì là Thế thì mà em chọn như thế thì cái xi lanh của em maximum nó sinh được bao nhiêu với áp suất như vậy? thưa thầy là em cũng chưa Chưa. cái thông số. Ok, nhóm 6 phải bổ sung thầy. À, dạ vâng ạ, cái này em và các bạn sẽ bổ sung sau cái phần thuyết trình ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. À, về phần thứ tư là về nút bấm thì bọn em lựa chọn ba loại nút bấm, nút dừng khẩn cấp và switch có thông số như trong bảng sau của hãng ABB. Về phần thứ ba là phần thiết kế điều khiển khí nén thì với đặc điểm của hệ thống thì khá phức tạp nên là bọn em lựa chọn phương pháp điều khiển thuần khí nén theo tầng. Em xin phép được trình bày về nguyên lý phương pháp thiết kế. Thì theo phương pháp điều khiển theo tầng thì sẽ bao gồm nhóm cơ cấu chấp hành là gồm các xi lanh tạo ra chuyển đổi chuyển động tạo ra chuyển động van đảo chiều, các công tác hành trình để chuyển đổi chuyển động của các xi lanh tương ứng, và nhóm đảo tầng là các van 4/2 hoặc 5/2. Về nguyên tắc chia tầng thì trong một tầng thì một xi lanh không thể vừa đi ra vừa đi vào và vừa đi ra. Thì em sẽ phép đi vào phần thiết kế chi tiết. Nhóm em có xây dựng được sơ đồ trạng thái của các xi lanh. Nếu em ký hiệu cái xi lanh lên xuống này là xi lanh A, thiết bị hút số 8 này thì bọn em có xem ở trên Festo Fullsim thì quyết định là sử dụng một cái xi lanh để thay cho cái thiết bị hút này và ký hiệu là xi lanh B.
có hai mức tín hiệu logic là đi ra đi vào tương ứng với đã hút và đã nhả vật ra. Cái trục quay này cũng cũng được biểu diễn bằng CNC, và cái cơ cấu tĩnh tiến này thì được biểu diễn là CNC. Theo cái hành trình thì CNA sẽ đi xuống và CNA sẽ đi xuống. Cho mình hỏi một tí, cho mình hỏi một tí, cho mình hỏi một tí, Dạ vâng ạ. cho mình hỏi một tí. Chia tầng này đã đủ chưa, đã ok chưa? Em nghĩ là ok ạ. Không, bây giờ hỏi thì mình có nghĩ tức là phải, nó phải có cơ sở nào đấy để chọn, nhưng bảo em nghĩ thì Dạ vâng, thì bọn em có chạy thử thì nó đã đủ hết các hành trình của các cái xi lanh rồi. em chọn tầng này dựa trên cơ sở nào, em thích ít gì, Dạ. em chọn cái tầng này dựa trên cơ sở nào, em có thể giải thích kỹ được không? Cái tầng Dạ. của em đã đủ độ rộng, đủ được phủ hết các thứ chưa, chắc chắn chưa? Dạ rồi ạ. Thì Để em xem, một hai rồi, ok, được rồi. vâng ạ, thì em xin phép được trình bày về các cái tầng hoạt động này. Thì đầu tiên thì CNA sẽ hạ xuống tương ứng với có mức logic 1. Sau khi là đã hạ xuống xong thì cái xi lanh B này sẽ bắt đầu hút vật, có tín hiệu để hút vật. Khi CNB đã hút vật xong tương ứng với mức logic 1 thì CNA sẽ trở lại vị trí ban đầu. Sau khi CNA trở lại vị trí ban đầu thì cái cơ cấu cái CNC này bắt đầu quay sang trái một góc 90 độ. Sau khi CNC quay sang trái thì thì CND bắt đầu chuyển động tĩnh tiến sang trái. Đến khi mà đã tĩnh tiến hết hành trình thì CNA bắt đầu hạ xuống, và khi hạ xuống thì CNB bắt đầu nhả vật ra. Sau khi nhả xong thì CNA quay trở lại vị trí ban đầu, tức là nâng lên, và CND tĩnh tiến sang phải hết hành trình, và cuối cùng là sau khi tĩnh tiến xong thì CNC cũng quay sang phải một góc 90 độ, là hết một hành trình ạ. Hết một vòng làm việc ạ. Ok. Thì bọn em thực hiện phương pháp chia tầng thì như thầy và các bạn thấy thì trong một tầng không có thiết bị hay là xi lanh nào vừa đi ra vừa đi vào. Ví dụ như ở tầng 1 thì ở tầng 1 thì tại bước thứ ba này thì CNA đã quay về vị trí đã quay về trạng thái ban đầu, nên là bọn em nên là chỉ chia tầng đến đến bước thứ ba thì là CNA sẽ không vừa đi không 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 thể vừa đi ra vừa, vừa đi ra vừa đi vào thì là được thì là sẽ trái quy tắc, nên là bọn em chia tầng đến tầng 1 là đến từ bước 1 đến bước thứ 3 và tương tự với các tầng còn lại. Thì ở tầng 1 thì bọn em sẽ có các tín hiệu là A cộng, B cộng, tầng 2 là A trừ, C cộng, D cộng, tầng 3 là A cộng, B trừ, và tầng 4 là A trừ, D trừ, C trừ. Tiếp theo thì về phần thiết kế theo tầng. Ở đây bọn em có một cái sơ đồ bố trí công tắc hành trình. Các ký hiệu là A1, B1, A0, C1, D1 vân vân là các công tắc hành trình có nhiệm vụ điều khiển các xi lanh và chuyển tầng. Ở đây các công tắc hành trình có nhiệm vụ chuyển tầng sẽ đặt ở phía dưới là B1, D1, B0, C0. Còn các công tắc còn lại sẽ đặt ở phía trên. Theo như sơ đồ hành trình. Hỏi một tí Dạ là vâng. có cái nguyên tắc nào để bố trí cái công tắc điều khiển hay không? Dạ có. Thì các cái công tắc ở phía dưới này là các cái công tắc hành trình. Thì ví dụ như kiểu là khi mình chuyển từ tầng 4 sang tầng 1 thì sẽ có cái công tắc hành trình C0 này. Tức là ở bước 4 là ở ở đây
là mình chuyển từ tầng 4 sang tầng 1 thì thì CNC sẽ đảo trạng thái, tức là từ 1 về 0, tức là đây sẽ C lên 0, C0, còn các công tắc còn các cái C còn lại thì sẽ không không đảo trạng thái, nên là bọn em lấy cái C0 này thành làm cái công tắc hành trình để đảo từ tầng 4 sang tầng 1 ạ. Và tương tự với các xe anh còn lại là B1, D1 và B0. Mình thắc mắc một tí là Dạ vâng. bởi vì rất nhiều bạn là cái phương pháp này, mình có thể hỏi các bạn một chút là các bạn có confirm là cái phương pháp này nó tối ưu về mặt thiết bị không? Tức là nó minimum về thiết bị không? Dạ, thầy có thể hỏi lại không ạ? Tại em chưa nghe rõ ạ. Liệu rằng em có thể khẳng định rằng ấy, bởi vì tuần trước cũng thế thôi, rất nhiều bạn làm phương pháp này, hỏi một chút là liệu cái phương pháp này nó có tối ưu về mặt thiết bị không? Bởi vì chúng ta làm phương pháp nào chúng ta cũng phải đơn giản tối giản về mặt thiết bị chúng ta sử dụng luôn. Dạ vâng ạ. Liệu rằng phương pháp phân tầng mà mình hay dùng nó có đảm bảo được không? Dạ thì em thấy cái phương pháp chia tầng này nó cũng đảm bảo về mặt thiết bị, em thấy nó khá là tối ưu ạ. Cho mình hỏi một tí thử, nói thì phải ta có cái căn cứ nào không, ta có dựa trên cơ sở nào không, hay là ta nghĩ thì nó cũng cũng hay là em có thể làm cái phương pháp khác chưa, sau đó em đếm hai hai bên xem thiết bị nó có giống nhau không. Thưa thầy thì nhóm em cũng chưa thử thực hiện các phương pháp khác, nhưng mà thử cái phương pháp này thì nó cũng khá là tối ưu, nên là bọn em cũng chưa có cơ hội thì thử các phương pháp khác. Ok. Bởi vì là cái đề của mình nó cũng tương đối là rõ. Vậy thì có thể nhóm 6 bổ sung thêm thầy một phương pháp nào đó để có thể so sánh với cả phương pháp này không? Được không? À dạ vâng ạ. Ok Cái này nhé. Thì chỉ cần bổ sung về mặt design thôi. Chứ còn dạ không cần phải ra mạch khí thế và điện đâu. Bởi vì nó sẽ giống nhau thôi. dạ vâng ạ, Được không? Ok. dạ vâng, em cảm ơn ạ. Tiếp theo là bọn em lựa chọn tiếp theo là chọn tín hiệu gì các tín hiệu tín hiệu là B1, D1, B0, C0 là sẽ là các công tác hành trình để chuyển chuyển tiếp giữa các tầng. Các công tác ở phía trên là các công tác chuyển trạng thái của các xi lanh. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện thiết kế mạch điều khiển 4 tầng. Mạch điều khiển và mỗi hành trình di chuyển của các xi lanh sẽ được cấp khí bằng các cái tín hiệu. Ví dụ như là hành trình di chuyển của xi lanh A, khi mà xi lanh A đi ra, tức là A cộng, thì sẽ có 2 lần xi lanh A đi ra là ở tầng 1 và tầng 3, thì sẽ được cấp khí từ tầng 1 và tầng 3. Xi lanh A trừ cũng có 2 lần xi lanh A đi về là ở tầng 2 và tầng 4 sẽ được cấp khí. Xi lanh B đi ra thì ở tầng 1 và có kết là sẽ được cấp khí từ tầng 1, và kết hợp với công tác hành trình A1 sẽ sẽ kích cho xi lanh B đi ra, và tương tự với các cái xi lanh còn lại. Tiếp theo là sơ đồ thiết kế các tầng thì bọn em ký hiệu 4 tầng là E1, E2, E3, E4. Tầng thứ nhất E1 thì sẽ có tín hiệu C0 chuyển tiếp từ tầng 4 sang tầng 1. Sẽ được có tín hiệu C0 và được cấp khí từ tầng 4. Và bọn em có thiết kế một cái nút start để bắt đầu hành trình từ tầng 4 sang tầng 1. Là như vậy là tầng E1 sẽ có tín hiệu là C0 tầng 4 và nút start, và tương tự với các tầng còn lại.
Sau khi thiết kế được điều khiển theo 4 tầng thì nhóm em có thiết kế một cái sơ đồ mô phỏng bằng phần mềm Festool FluSim. Thì có ở đây thì để rõ hơn thì em xin phép được sử dụng cái phần mềm để mô phỏng. Ừ, đúng rồi, chạy bộ phòng luôn. Đó. Đây ạ, thêm và mọi người có nhìn thấy màn hình của em không Ok. ạ? Vâng ạ, thì ở đây có bốn cái xi lanh A, B, C, D thì tương ứng với bốn hành trình là nâng nâng lên hạ xuống, hút, quay và tịnh tiến. Thì em xin phép được chạy mô phỏng. Sao sao hút không không dùng cái dao hút, dùng xi lanh chứ, có dao hút mà. Tại vì em Bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung nữa bạn à nhá. dạ vâng dạ vâng Thì đầu tiên là khí sẽ đăng được cấp ở tầng 4, sẽ start, khí sẽ được cấp thẳng lên tầng 1 và từ đó sẽ cấp khí cho cái xi lanh A này hạ xuống. Sau khi xi lanh A hạ xuống thì B sẽ bắt đầu hút vật. Sau khi hút thì xi lanh A này sẽ nâng lên quay trở lại trạng thái ban đầu. Sau đó thì cái CNC này sẽ quay trái một góc 90 độ và cái CNC cũng đồng thời cũng sẽ tịnh tiến sang trái. Sau đó thì cái CNA này sẽ hạ xuống và CNB này sẽ nhả vật ra. Tức là cái điều khiển tầng này, cái giản đồ kia nó phải giống hệt như là cái mô tả mà lúc em phân tầng đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, thế thì mình chỉnh sửa một chút để cái sơ đồ phân tầng đấy dưới cái hình này à, ở cái đường là phương xịn Dạ vâng ạ. à? Ok. Vâng. Sau khi trả vật ra thì sinh A sẽ lên quay về trạng thái ban đầu. Sau đó cái cơ cấu tịnh tiến này sẽ tịnh tiến sang phải. Và cái CNC sẽ quay phải một góc 90 độ và đi hết được một hành trình. Và đây là cái sơ đồ cái mô phỏng của em thì nó khá là giống với cái mà bọn em đặt ra ban đầu. Thì đây là cái sơ đồ thiết kế về phần khí nén, còn về phần điện khí nén thì em xin được mời bạn Hòa Hoàng trình bày. Ừ, sẵn sàng chưa? Ô, hai đứa ở cùng nhau Dạ. Alo, thầy nghe được không? Ừ, nghe được, nghe được. Alo, em xin phép xem. Thấy màn hình chưa? Ok. Vâng, em xin phép trình bày về phần thiết kế điều khiển khí nén ạ. Thì đầu tiên là phần thiết kế bảng điều khiển thì bọn em có sử dụng các tín hiệu điều khiển là main switch, nút khởi động chính, nút dừng khẩn cấp, nút reset, chế độ hai chế độ điều khiển bằng tay và chế độ tự động. Thì trong chế độ tự động sẽ có làm việc đơn chu kỳ và làm việc liên tục. Còn bảng phân bố các thiết bị thì bọn em xây dựng có 4 xi lanh, xi lanh từ 1A cho đến 4A. Xi lanh 1A sẽ thay điều khiển nâng lên hạ xuống với các tín hiệu điều khiển là 1M1 đi ra và 1M2 đi về và các cảm biến là 1B2 và 1B1. Tương tự như vậy thì với các xi lanh 2A và 3A, 4A. Còn các phần tử điều khiển thì có một nút S1 là nút khởi động, S2 là nút dừng khẩn cấp,
S3 là chế độ điều khiển bằng tay, S4 là chế độ tự động, S5 là nút reset, S6 là chế độ hoạt động liên tục, S7 là chế độ hoạt động đơn chu kỳ và S8 là tắt chế độ hoạt động liên tục. Đây là các mô hình điều khiển như nãy bạn Hành đã trình bày. Đây là sơ đồ mạch điện khí nén của em. Thì bọn em sẽ xếp phần mạch luôn. Đây là phần khí nén. Còn bên dưới là phần điện. Mạch của em gồm có phần mạch các tín hiệu cảm biến. Bên này là phần cung cấp các tín hiệu đầu ra, điều khiển đầu ra, và phần dưới là phần mạch logic trạng thái tuần tự. Khi khởi động thì chúng ta có thể chọn chế độ làm việc bằng tay hoặc chế độ làm việc tự động. Thì chế độ làm việc tự động sẽ có hai chế độ hoạt động, là hoạt động đơn chu kỳ. Khi ấn nút S7 thì mạch sẽ hoạt động. Cho hỏi một tí là cái e-stop nằm đâu? À dạ đây ạ. Bên hai. Đấy đấy không ạ? Thì khi kết thúc một chế độ hoạt động đơn chu kỳ thì nó sẽ dừng ở trạng thái ban đầu. Không, cái e-stop cái... À dừng khẩn cấp ở đây ạ. À nút start đây. Có thể chuyển sang chế độ làm việc liên tục ạ. Bọn em cũng đã thiết kế thêm một nút dừng khẩn cấp khi nút reset khi dừng khẩn cấp ạ. Thì sẽ đưa các xi lanh về trạng thái ban đầu. Sau đó mạch có thể hoạt động bình thường. Đó là phần trình bày của nhóm em. Bọn em sẽ sửa đổi phần vào bổ sung những phần mà thầy đã góp ý ạ. Vâng. Là phần nào nhớ không? Có phần thiết kế thêm một phần, một phương pháp khí nén nữa vào thay đổi cái giác hút này. Ok, nhớ thì tốt rồi. Ok. Nhóm 7 còn cái gì cần bổ sung không nhỉ? Thế thôi, chỉ cần thế thôi. Quên mất là nhóm 7 bổ sung cho mình thêm là em làm thử thêm một cái phương pháp gì khác để so sánh mình vào thiết bị xem là cái phân tầng của em đã ok chưa nhá. Dạ vâng. Em nhóm 6. Nhóm 6. Rồi cảm ơn nhóm 6. Cảm ơn bạn Hoàng, bạn Thành. Thành ở đây không? Dạ có. Rồi, cảm ơn Thành, Hoàng và Tuấn. Nào xin mời nhóm 7 với Đồng, Thắng và Phương. Rồi, em chào thầy. Thầy có nghe rõ em nói không ạ? Nghe tốt. Em xin bật thêm màn hình và trình bày trở lại. Thầy có nhìn thấy màn hình em chưa? Ok. Em xin chào thầy và tất cả các bạn. Em là Phương, thì hôm nay em xin đại diện cho nhóm 7 để trình bày báo cáo về bài tập lớn hệ môn hệ thống truyền động thủy lực và khí nén. Nhóm em gồm có 3 thành viên, em là Nguyễn Duy Phương, bạn Phạm Văn Đồng và bạn Nguyễn Hữu Thắng. Thì đây là ảnh của thành viên nhóm em ạ. Thì nhóm... cho mình cái mặt với hướng nào. Hôm nay em xin trình bày thì gồm có 5 cho phần. Cho mình xin lại xa trước một tí cho. Đây. Nhìn chả ông nào quen nhỉ? À. Rồi ok. Ở đề tài hôm nay em xin trình bày gồm có 5 phần. Phần thứ nhất là nguyên lý hoạt động.
phần thứ hai là tính chọn thiết bị, phần thứ ba là thiết kế điều khiển, phần thứ tư là kết quả mô phỏng và phần cuối cùng là kết luận. Phần thứ nhất là nguyên lý hoạt động, thì như hình ở phía bên tay phải đây chính là cơ cấu mô phỏng về cái cơ cấu hoạt động về đề tài của nhóm em, thì nó sẽ gồm có 14 thành phần. Thứ nhất là máy gia công, thứ hai là bàn xoay, thứ ba là cánh tay xoay, thứ tư là khung cánh tay, thứ năm là tay xoay, thứ sáu là giác hút trên không, thứ bảy là trục trồng đĩa, thứ tám là trồng đĩa, thứ chín là trục định vị nâng hạ, 10 là cảm biến quang, 11 là thanh giữ tay kẹp, 12 là cánh tay kẹp, 13 là tấm đỡ và 14 là đĩa xoay. Và sau đây em xin trình bày về nguyên lý hoạt động của cơ cấu. Cơ cấu công nghệ đưa đĩa CD từ thanh chứa sang bàn máy gia công ở trồng đĩa. Do bên này bạn trình bày slide không để luôn một cái ảnh về đây để trí cho rõ thì em xin nói như này luôn. Ở trồng đĩa thứ 8 thì được xếp theo từng hàng cùng với cơ cấu tay kẹp 12 dưới đáy trồng đĩa, cho phép nâng đĩa từ nâng đĩa bởi cơ cấu 9 khi có tín hiệu một đĩa được chuyển sang bàn máy gia công. Cơ cấu tay kẹp được nâng lên theo từng bước, phát hiện đĩa bởi cảm biến quang số 10. Một cánh tay quay 3 bao gồm hai giác hút trên không 6, gồm 61 và 62 có nhiệm vụ chuyển đĩa từ thanh chứa sang bàn máy gia công, cho phép hút và thả vật cùng thời điểm. Và cuối cùng là bàn máy gia công 2 quay mỗi khi có đĩa thả từ giác hút trên không 6. Thì sau đây em xin bổ sung thêm cái nói này đây nhé, bổ sung nhé, nhớ nhé. Thì nó sẽ gồm có hai phần như là hai bàn xoay ở đây ạ. Thì thứ nhất là mình sẽ có một chồng đĩa ở đây và đây là một cảm biến quang, đây sẽ có một tay kẹp này sẽ kẹp vào vị trí này và sau đó sẽ có giác hút chân không hút, sẽ hút một đĩa từ bên này và sau đó là cái động này sẽ quay. Khi nó quay sang này thì nó sẽ thả một đĩa xuống đây và khi có đĩa thả thì cái tay kẹp này sẽ nâng lên một nấc và khi đĩa thả bên này thì sẽ bàn xoay này sẽ xoay một góc là 90 độ, sau đó cơ cấu sẽ lại tiếp tục như thế và cánh tay này sẽ lại xoay một góc 180 độ để mình sẽ lấy đĩa từ cái bàn xoay ở bên tay phải và thả sang bàn xoay ở bên tay trái ạ. Ok rồi. Thầy có ý kiến gì ạ? Không. Sau đây em sẽ xin trình bày phần thứ hai là phần tính chọn thiết bị. Thiết bị thứ nhất là gồm có bàn xoay gia công đĩa, thì như hình bên tay phải đây chính là hình ảnh của thiết bị mà bọn em chọn. Đây là DHTG Rotary Table, mã hiệu của nó là DHTG 94AP4 và của hãng Festo, đường kính là 90mm, gồm có 4 station và hành trình xoay là 90 độ. Thứ hai là Swivel Unit, bàn xoay chứa đĩa và tay máy xoay như hình bên phải đấy. Mã hiệu của nó là DSM25270PCR, hãng Festo, đường kính là 90mm, áp suất từ 1.5 đến 13 và hành trình xoay có thể lên đến là 270 độ và có thể điều chỉnh được. Thứ ba là các van điều khiển khí nén, thì đây là van 52, mã hiệu là 6A0520, hãng là Airtag, có hai đường khí điều khiển và áp suất làm việc từ 0.2 đến 0.8 PA, hay là 29 đến 114 PSI, nhiệt độ làm việc cho phép từ âm 20 đến 70 độ C và chu kỳ hoạt động tối đa là của nó là 5 lần trên giây. Tiếp theo là đến van 53. Van 53 này có mã hiệu 4A130C06, cũng sử dụng của hãng Airtag, có hai đường khí điều khiển và áp suất làm việc từ 0.15 đến 0.8 MPa và chu kỳ hoạt động tối đa của nó là 3 lần trên giây. Tiếp theo em chọn đây là bộ tạo chân không, cái tạo chân không cho giác hút, mã hiệu là VADM, sản phẩm của hãng Festo, đường kính 0.45 đến là 3mm và nhiệt độ làm việc từ 0 đến 60 độ C. Và tiếp theo là chọn giác hút chân không,
đây có thể đẩy được dưới 83 và khối lượng của nó là 4 gram và áp suất hoạt động từ 0 đến 0,953. Và cuối cùng thiết bị bọn em chọn là cảm biến quang. Cảm biến tiêu chuẩn loại SOE, cảm biến quang điện tử, dài làm việc từ 5 mm đến 500 mm. Và thiết kế dạng hộp này có kích thước là 20 x 32 x 12 mm, dạng PNP và có thể chuyển đổi. Dạng cáp có hai led hiển thị sử dụng nút bấm và kết nối điện. Độ dài cáp là 2 m, đủ cho chúng ta có thể kết nối. Và dài điện áp hoạt động của nó từ 10V đến 30V và sụt áp trên nó là tầm khoảng 2,4V. Và tiếp theo xin trình bày đến phần thiết kế điều khiển. Và như hình ở bên tay phải, đây chính là biểu đồ trạng thái của cái bài tập, biểu đồ trạng thái của bài tập này mà chúng em tính sẽ gồm có, như trên hình đây sẽ gồm có các thiết bị 14, 12, 61, 3, 6, 2, 2 và 9. Thì như bọn em có ghi chú thích cái bên này, 14, 2, 3 là các xi lanh xoay, 61 với 62 là các van hút chân không, 9 là động cơ step, được minh họa trong bài tập chúng em sử dụng là counter relay, và tiếp theo 2 là bàn xoay gia công. Thì hoạt động như sau, nhất là 14. Cho mình hỏi một tí là nhóm em xử lý việc nâng đĩa lên dần dần kiểu gì? Nâng đĩa lên dần dần chúng em sẽ dùng đếm, thể tức là bọn em sẽ mô phỏng bằng đếm. Ừ, thế sao rồi. Xi lanh xoay 14 sẽ xoay một góc 180 độ để chuyển từ vị trí A sang vị trí B. Khi nó đến vị trí B thì nó sẽ tác động tới xi lanh xoay số 12. Khi đó xi lanh xoay số 12 sẽ xoay một góc 90 độ từ vị trí A lên vị trí B. Và khi xi lanh xoay số 12 đến vị trí B sẽ tác động đến giác hút chân không 61. 61 khi đó sẽ di chuyển từ vị trí A1 đến B1 để hút vật, hút đĩa. Khi đến B1, khi đã hút được đĩa rồi thì nó sẽ tác động đến xi lanh xoay số 3. Khi đó 3 sẽ xoay một góc 180 độ để đến vị trí B. Khi 3 đã đến vị trí B thì nó sẽ tác động đồng thời đến giác hút 61 và 62. Khi đó 61 sẽ di chuyển từ vị trí B1 đến A1 để nhà vật, và 62 sẽ đi từ vị trí A2 đến B2 để hút vật. Khi 61 đã nhà vật và 62 đã hút vật, tức là cái đĩa, thì xi lanh xoay số 3 sẽ lại xoay một góc 180 độ. Và khi như đó thì cái chu trình này sẽ tiếp tục như thế. Và tiếp theo là bàn xoay số 2 này, khi xi lanh khi giác hút 61 đã hút khi giác hút 61 đã nhả vật, tức là đến vị trí số A1 thì sẽ tác động đến số 2. Xi lanh xoay số 2, bàn xoay sẽ xoay một góc 90 độ từ vị trí A đến vị trí B. Âm kim một lần nhá vật như thế thì nó sẽ xoay một góc 90 độ. Còn đây là số 9 thì là động đếm, tức là cái tay kẹp đấy thì nó sẽ tác động lên trên, mỗi lần như thế sẽ tác động đến số 12 để cho nâng lên một nấc ạ. Và đây là dàn đồ grab set của bọn em. Thì như bên tay trái của chúng ta thì thầy có thể nhìn thấy đây chính là cái sơ đồ gồm có là nút start, nút dừng khẩn cấp và có reset. Thứ nhất là khi mà nhấn nút start thì sẽ có, chúng ta sẽ chuyển từ trạng thái ban đầu sang trạng thái số 2. Trạng thái số 2 này là quận hút K1 và K2 sẽ được bật. Và nếu mà có nhấn nút dừng khẩn cấp thì sẽ chuyển sang trạng thái số 3. Trạng thái số 3 thì K2 sẽ bị ngắt, và nếu có nhấn reset thì nó sẽ quay về trạng thái ban đầu. Và như hai hình còn lại thì sẽ là dàn đồ graph set về các chu trình hoạt động của sơ đồ bọn em thiết kế. Đầu tiên là nói như này thì hơi khó, thì em xin chuyển sang bỏ qua cái này thì hơi dài. Vâng, thì đây chính là thiết kế mạch điện khí nén của em. Thì nếu vào phần này thì em xin trình bày, xin phép mở cái phần mềm FluxSim để nói cho rõ hơn ạ.
Đây là chính là cái bản mô phỏng của bọn em. Thì như hình trên này thì ta sẽ có là nhất là bàn xoay số 3, bàn xoay số 12 và xoay số 14. Chỗ này sẽ gồm có hai xi lanh là 61 và 62. Chỗ này bọn em viết nhầm đi là 61. Thì 61 và 62 sẽ tượng trưng cho hai giác hút chân không ạ. Và tiếp theo đây chính là dàn đồ grab set. Còn phần bên này, đây chính là phần sơ đồ về biểu thị cho nút nhấn reset. Khi nút nhấn reset đây thì nó sẽ reset lại toàn bộ và trở về trạng thái ban đầu. Đây chính là phần sơ đồ điện khí nén của bọn em. Chúng ta sẽ có nút, một nút nhấn main. Main đây là cũng chính là nút nhấn start. Một nút dừng khẩn cấp. Và khi khi nút nhấn, khi dùng nút start, nhấn nút start này thì chúng ta sẽ có thể cấp điện cho K1. Và khi K1 đóng, khi K1 được đóng sẽ cấp điện cho cuộn hút K2. Thì lúc đó K2 ở đây và K2 ở vị trí này đóng, thì lúc này ta có thể lựa chọn được chế độ là theo chu kỳ hoặc là chế độ tự động. Khi em xin bật mô phỏng để nói cho dễ hơn. Khi nút, khi nhấn nút start thì sẽ cấp điện cho K2 và K2 ở đây đóng. Tiếp theo chúng ta có thể chọn giữa là chọn từng chu kỳ hay là tự động, thì chỗ này em sẽ chọn từng chu kỳ một. Khi chọn, khi nhấn nút khi chọn nút là hoạt động theo từng chu kỳ sẽ cấp điện cho 20. Khi cuộn nút 20 có điện thì sẽ đường này sẽ thông ạ. Thì cuộn hút K3 sẽ có điện, K3 có điện thì sẽ lúc đó là tiết điểm thường mở ở đây sẽ được đóng để duy trì. Khi đó K3 ở đây có điện và ở đây có điện sẽ được cấp cho nút số 14, 14L, tức là 14 led là phía bên trái ạ. Lúc đó thì đường khí sẽ được, lúc đó sẽ được cấp khí vào 14 và 14 sẽ xoay đĩa, xoay một góc là 180 độ. Khi khi 14 xoay đến vị trí B, tức là lúc đó thì 14B sẽ được cấp khí. Lúc đó thì 14B sẽ được đóng lại. Chỗ do em thấy cái tỷ lệ nó hơi nhỏ nhỉ, chẳng có vẻ nó hơi lâu một chút. Đó 14B sẽ được đóng lại thì sẽ được cấp khí cho sẽ được cấp điện cho cuộn hút số 13. Hút 13 sẽ đóng khi hút số 13 khi nó sẽ đóng thì thầy chờ em chút ạ. Có vẻ chỗ này nó hơi bị rối một tí. Không sao, không sao, không sao. Sao chạy đúng được rồi, đừng giải thích từng từng cái một, chúng thấy nó còn lâu hơn, nó còn mất thời gian hơn và mình không chưa rõ được đâu. Thế có gì em thấy thời gian nó lên vì cái này đôi khi nó hơi bị rối đấy, vì nhìn nó cũng khá là nhiều thiết bị. Lúc này sẽ có điện cấp cho cuộn hút số 12, sau đó sẽ có điện cấp cho cuộn hút số 6. Tiếp theo khi số 6 rồi sẽ được cấp điện cho cuộn hút số 3, thì lúc đó bàn xoay 3 sẽ hoạt động. Đây chính là đếm của bọn em đấy, tức là khi nó sẽ thằng khi sẽ xoay 62 sẽ xoay sang bàn xoay, thì lúc đó counter này sẽ được bật lên để đếm. Khi đó đếm xong tức là mình sẽ tương đương với là tay, cái tay kẹp nó sẽ được nâng lên ạ. Khi tay kẹt nâng lên thì này sẽ được đóng lại, cái điều chỗ này sẽ được đóng lại. Lúc đó 6
sẽ được cấp điện cho 6L là 62, là phía bên trái là 62. Khi cấp điện cho 62 khi đó sẽ tiếp theo là cấp điện cho 3R, cấp điện cho em xoay số 3 để lại quay. Khi quay thì tiếp theo 61 sẽ lại sang ở vị trí số vị trí bên phải, khi đó chúng ta lại tiếp tục đếm. Khi nào đếm xong sẽ lại cấp khí ở bên này, chúng ta lại cấp điện ở đây thì lại tác động vào 61. Và chu trình cứ tiếp tục như thế khi nào hết một chu trình, tức là bàn xoay số 14 sẽ trở về trạng thái ban đầu như thế. Ok rồi. Rồi ạ. Thì đây khi là nó sẽ kết thúc một chu trình. Và đây chính là sơ đồ của đường đi của tất cả các xi lanh. Nó vẽ ra thì em thấy là khá đúng với yêu cầu đặt ra. Sau đây thì em sẽ xin, đấy là chế độ hoạt động là từng chu kỳ, và sau đây em sẽ xin trình bày về chế độ automatic. Đó sẽ nhấn nút reset. Tiếp theo là xin automatic. Chúng nó sẽ đếm vào đây. Thì như thầy và các bạn đã thấy thì nó có chế độ hoạt động theo từng chu kỳ và chế độ hoạt động tự động, nó sẽ là hoạt động đúng theo những gì mà nhóm em mong muốn. Em xin dừng cái mô phỏng của hệ thống điện chi nén ở đây. Và tiếp theo, thì em xin mô phỏng về hệ thống điều khiển chi nén. Thì như nhóm 6 trước thì trong trường hợp này nhóm em cũng dựa trên là hệ điều khiển khí nén, thì chúng em cũng thiết kế dựa trên là điều khiển tầng. Thì trong hình đây chúng em có chia ra làm 4 tầng điều khiển ạ. Em xin, và đây là các tín hiệu điều khiển theo tầng, điều khiển counter và điều khiển van. Em xin mở file trình bày slide, mở file mô phỏng để nói cho dễ hơn. Đây là file mô phỏng điều khiển khí nén của nhóm em. Ban đầu khi nhấn nút start thì chúng ta sẽ có cấp khí, lúc đó xoay số 14 sẽ được hoạt động chuyển từ vị trí A sang vị trí B.
Tiếp theo là xoay số 12 sẽ dịch chuyển từ vị trí A sang vị trí B đấy. Khi đó các phút trên không 6 sẽ đi từ vị trí 6A1 đến vị trí 6B1. Đi đến vị trí 6B1. Thì sẽ được cấp khí cho bàn xoay 3A hoạt động từ vị trí 3A sang vị trí 3B. Khi đó thì 6 tương tự như thế thì 6 trên 0 6 2 sẽ đi từ vị trí 62A đến vị trí 62B và 6 trên 0 số 1 sẽ đi từ vị trí 61B đến vị trí 61A. Tiếp theo là bàn xoay số 2 sẽ hoạt động đi từ vị trí A đến vị trí B và cứ tuần tự lần lượt như thế. Em xin bật nhanh mô phỏng để ra được kết quả. Như sơ đồ trạng thái vẽ ra của file mô phỏng này thì em thấy giống với yêu cầu bài toán đặt ra ban đầu mà nhóm em yêu cầu bài toán mà nhóm em đã đặt ra và nó đã đáp ứng được đúng yêu cầu ạ. Sơ đồ trạng thái và cuối cùng kết luận là nhóm em đã đảm bảo được thiết kế, nhóm em đã hoàn thành xong được thiết kế và mô phỏng quá trình công nghệ, đảm bảo đầy đủ hoạt động được các tính năng như là hoạt automatic, cycle, single, reset và đường khẩn cấp stop emergency, và biết được cách sử dụng phần mềm FruitSim. Và em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Không biết là các thầy và các bạn có câu hỏi gì không ạ? Rồi cảm ơn em. Cảm ơn em. Anh cho mình hỏi một chút, mình tò mò một tí là em chọn cái piston, cái xi lanh, cái phần cứng dựa trên cơ sở nào? Em thưa thầy là do trong bài của em chủ yếu là dùng chuyển động quay đấy, thì cái bàn xoay gia công và rồi ok, rồi hiểu rồi. Theo, quay theo góc hoặc không biết là đường kính rồi đấy. Còn cái giáp hút chân không này thì em thấy là do em lấy vật ở trong này là cái đĩa CD đấy, thì nó khá là nhẹ nên là với bọn em chọn kính chọn là áp suất hoạt động như này thì đủ để có thể hút được vật lên ạ. Ừ, thì thực ra là cái đấy nó cũng nhỏ mà. Tốt rồi. Được. Rồi cảm ơn nhóm 7. Nhóm 8, nhóm 8 có được chưa? Cảm ơn nhóm 7. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhóm 7 gồm bạn, gồm những bạn Đồng, Thắng, Phương, bạn trình bày vừa rồi bạn gì nhỉ? Em tên Phương ạ. Rồi, cảm ơn em. Nào xin mời nhóm 8, bạn Đức, bạn Khải và bạn Trọng Đức. Thầy thấy Lan nói của nhóm em chưa ạ? Ok, mình thấy rồi. Dạ vâng ạ, đây là bài tập lớn của nhóm 8 ạ. Thì nhóm em có 3 thành viên là có em, có bạn Đức và có bạn Khải ạ. Đây là hình ảnh của các thành viên trong nhóm ạ. Thì nhóm em sẽ có 4 phần. Đầu tiên là tổng quan về đề tài, thứ hai là lựa chọn thiết bị, thứ ba là phần thiết kế, phần điều khiển và thứ tư là phần mô phỏng. Đầu tiên là phần tổng quan về đề tài. Đề tài của các em là thiết kế hệ thống hút vào trong công nghiệp ấy ạ. Thì trong cái mô hình này, trong cái hình này của bọn em ấy, thì cái hệ thống của em sẽ có gồm có cái máy một sẽ có xi lanh 1 là xi lanh trượt sang trái sang phải này, xi lanh số 2 và xi lanh số 3 sẽ hoạt động lên, nghĩa là hút, nghĩa là di chuyển lên và xuống. Mà máy số 2 này cũng sẽ có những cái xi lanh tương tự. Xi lanh số 5 là xi lanh trượt sang trái và sang phải. Xi lanh 6, 7, 8 ở đây. Và ở giữa này có một cái xi lanh số 10
Và đây là cái xi lanh số 4 là để hút vật. Thì đầu tiên em sẽ mô tả cái công nghệ của cái hệ thống này. Đầu tiên là xi lanh số 2 và số 3 sẽ hạ xuống, hút vật lần lượt theo thứ tự là hút A và hút B. Rồi đi lên, xi lanh số 1 sẽ sang phải. Đầu tiên là sẽ có một cái công thức hành trình ở đây. Khi mà xi lanh số 2, số 3 đến cái công thức hành trình đấy, thì xi lanh số 3 sẽ hạ xuống và thả B xuống cái khay số 6 này. Tiếp tục, xi lanh số 1 đã đi sang phải tiếp và xi lanh số 2 sẽ đến cái vị trí đấy và sẽ thả cái hộp A này chồng lên hộp B và tiếp tục vào cái khay số 6 này ạ. Tương tự như thế thì ở cái machine 2 ấy, thì C và D cũng sẽ được đặt lên cái khay số 7 này theo thứ tự là C ở trên và D ở dưới ạ. Mục đích của em của cái hệ thống này là sẽ tạo ra một cái vật hoàn chỉnh theo thứ tự là A, B, C, D từ trên xuống ạ, đặt vào cái hộp số 8 này ạ. Thì em sẽ nói tiếp về cái quy trình vừa nãy là sau khi cái vật vật AB đến khay số 6 xong thì cái xi lanh số 4 này sẽ đến và hút cái vật AB này. Xi lanh số 10 sẽ chừa sang bên phải để đặt cái vật AB này chồng lên cái vật CD đã được đặt ở khay số 7 này thì tạo ra một cái vật ABCD. Sau đó thì cái ba cái xi lanh 6 7 8 sẽ đi xuống hút lần lượt các vật theo thứ tự là C, D và vật hoàn chỉnh ABCD. Tiếp theo là ba xi này đi lên và xi lanh số 10 ở cái mem của cái machine 2 này ạ, sẽ đi sang bên phải. Đầu tiên là xi lanh số 7 sẽ hạ xuống và đặt vật D đầu tiên là đầu tiên là đặt vật D vào khay số 7 này ạ. Sau đó là tiếp tục xi lanh 7 đi lên và lại đi sang phải một lần nữa. Và tiếp theo là xi lanh số 6 sẽ thả phần vật D xuống vào cái khay số 7 này, nghĩa là chồng lên là tạo ra cái vật CD. Và cái xi lanh số 8 này sẽ thả cái vật ABCD vào cái hộp này ạ. Thì lúc mình sẽ được cái hộp hoàn chỉnh. Một cái vật ABCD hoàn chỉnh vào cái hộp này ạ. À, cứ tiếp tục như thế thì ta sẽ có cái quy trình để tạo ra cái vật ABCD trên cái hệ thống hút vật này ạ. Rồi. Phần tiếp theo là phần tính toán và lựa chọn thiết bị. Thì theo cái định luật 2 Newton thì em có cái phương trình chuyển động của cái xi lanh này. Đầu tiên là F trừ dP sẽ bằng M nhân A. Trong đó thì F là lực đẩy của xi lanh, P là trọng lực, M là khối lượng của cái tải và A là gia tốc di chuyển. Thì em sẽ chọn cái khối lượng tải đây là 10 kg, thì cái trọng lực của mình cần sẽ là 100 N. Thì em sẽ chọn xi lanh tròn của cái hãng Festo có thông số như trên. Thì cái xi lanh này em sẽ dùng cho các xi lanh số 2, số 3, số 4, số 6, số 7, số 8 là những cái xi lanh mà đi lên đi xuống ấy. Tiếp theo là cái em sẽ chọn xi lanh có cái mã hiệu là DGPL32250, có cái thông số là 32 mm này, là của đường kính. Chiều dài di chuyển của cái xi lanh này là 250 mm và lực tối đa là 483 N, là mình dùng cho các xi lanh số 1, xi lanh số 5 và xi lanh số 10 là những cái xi lanh di chuyển tĩnh tiến theo trái và phải ấy ạ. Tiếp theo là phần lựa chọn cái giác hút chân không. Thì lực hút của mình, lực hút để giữ vật sẽ được tính theo công thức như trên là lực hút sẽ bằng M nhân với M hoặc G cộng với A trên U nhân với U, trong đó M là khối lượng của vật, G là gia tốc trọng trường, A là gia tốc của vật, thì ở đây là 4 m trên giây bình phương. U là hệ số ma sát và U là hệ số an toàn. Thì thay các cái thông số bọn em chọn ở đây thì em sẽ tính được là lực hút để giữ vật sẽ bằng 296 N. Thì công thức tính lực hút của một giác hút sẽ là F sẽ bằng P nhân với S, mà mỗi vật được hai giác hút hút lên, cho nên là mình sẽ tính được là cái đường kính của cái này sẽ là tối thiểu sẽ là 13,73 mm. Thì bọn em sẽ chọn cái giác hút chân không như trên là loại VAS 3018 này và cái VN14H bên đây này bên tay phải này ạ.
Lựa chọn van khí nén thì bọn em cũng lựa chọn đầu tiên là van 52 ở đây. Và bên này là van 32 đấy ạ. Thì như thầy các bạn đã nhìn thấy trên hình đấy ạ. Bọn em lựa chọn hai van điều phối là van logic O và van N. Một số thiết bị khác như là cảm biến phát hiện vật và máy nén khí. Thì cảm biến phát hiện vật thì nó sẽ có các thông số là khoảng cách điều chỉnh là từ 5 đến 30 cm, điện áp làm việc là từ 10 đến 30V, dạng tín hiệu là NPN là thường mở, môi trường làm việc là từ âm 40 đến 70 độ C ạ. Bên này là máy nén khí thì có công suất là 10 mã lực, máy 2 cấp và áp lực khí lên tới là 12 bar. Một số thiết bị khác như là công tắc hành trình và nút bấm ạ. Bọn em sẽ dùng dùng cho cái bài này ạ. Tiếp theo là đến phần phương pháp điều khiển, phương pháp thiết kế và mô phỏng thì em xin mời bạn Khải tiếp tục trình bày ạ. Bây giờ bạn Khải lên chưa? Thầy có nghe alo nói không ạ? Ừ, ok. Tiếp theo là đến phần thứ ba là phần chúng ta thiết kế. Đầu tiên thì nhóm bọn em sẽ thiết kế điều khiển của cuộc thi lan 1, 2, 3 thì bọn em sẽ thiết kế dựa trên cái offset bọn em đã vẽ như các hình ở bên phải đây. Đầu tiên trạng thái S0 sẽ là trạng thái ban đầu, trạng thái 1 là ceiling 2, ceiling 3 sẽ đi xuống, trạng thái số 2 là S2, S3 là trạng thái hút vật, tức là 2 ceiling 2, 3 sẽ hút vật AB và đi lên. Ceiling 1 sẽ dịch chuyển sang bên phải cho đến khi chạm cái công tắc hành trình là HT12 này, thì đến trạng thái 3 thì ceiling 1 sẽ off và sau đó thì ceiling 3 sẽ hạ xuống. Trạng thái số 4 là ceiling 3 sẽ nhả vật và ceiling 3 sẽ nhả vật và sau đó ceiling 3 sẽ đi lên và sau đó ceiling 1 đã tiếp tục đi sang phải cho đến khi đến cái công tắc hành trình HT13 này thì dừng. Sau đó thì ceiling 2 sẽ hạ xuống để nhả vật A và đến trạng thái số 6 thì sẽ nhả vật A và ceiling 1 ceiling 2 sẽ đi lên và ceiling 1 sẽ dừng lại. Thì tiếp theo là thiết kế cục điều khiển cho thiết kế điều khiển cho ceiling 40 là cái cục mà để di chuyển cái vật AB đã hoàn chỉnh ở cái margin 1 vừa nãy. Thì tương tự thì bọn em sẽ thiết kế cái cửa offset cho trên anh này. Thì đầu tiên là trạng thái S0 là trạng thái ban đầu, S1 là trên 1 sẽ đi xuống, S2 là trên 4 sẽ đi xuống, S2 là trên 4 sẽ hút vật AB sau đó đi lên và sau đó trên 10 sẽ on lên để dịch chuyển cả trên 4 và vật AB sang bên phải cho đến khi chạm đến công tắc hành trình HT102. Sau đó thì trạng thái số 3 là trên 4 sẽ đi xuống, trạng thái số 4 là ceiling 10 sẽ dừng lại và ceiling 4 sẽ nhả vật và ceiling 4 sẽ đi lên và kết thúc chu trình. Tiếp theo là thiết kế điều khiển cho cụm ceiling 5, 6, 7, 8 là cụm ceiling ở 192. Thì đầu tiên là trạng thái ban đầu S1 là ceiling 6, ceiling 7, ceiling 8 sẽ đi xuống. Trạng thái số 2 là 3 ceiling này sẽ hút 3 vật lần lượt là C, D và ABCD lên. Sau đó ceiling 5 sẽ dịch chuyển cả cơ cấu này sang bên phải cho đến khi chạm tới cái công tắc hành trình HT52 này. Sau đó thì ceiling 7 sẽ đi xuống. Tiếp theo thì ceiling 7 sẽ nhả vật D xuống, sau đó đi lên và ceiling số 5 lại tiếp tục dịch chuyển cả cơ cấu thêm sang bên phải cho đến khi chạm tới các công tắc hành trình HT53 này. Thì sau đó thì đến S5 là ceiling 6 và ceiling 8 sẽ đi xuống và sẽ nhả hai vật C, thì vật C sẽ chồng lên cái vật D khi nãy mình đã thả vào, vật ABCD hoàn chỉnh sẽ được thả vào cái hộp ở bên hộp số 8 ở bên ngoài. Thì đến S6 là ceiling 5 sẽ dừng lại và ceiling 6 và ceiling 8 sẽ đi lên và khi đó thì đã kết thúc chu trình. Và giữa các chu trình với nhau thì sẽ có kiểu cái
Cuốn hành trình thì cho phép là trong khi cái cục mà 192 này hoạt động thì 191 để gắp vật AB thì cũng sẽ hoạt động theo sau. Đây là tiếp theo là mô phỏng trên phần mềm Bluesim. Đầu tiên là mạch điện Kinect. Thì bọn em trong chúng em đã thiết kế sắp đặt các xi lanh như y hệt cái quy trình công nghệ mà bọn em đã trình bày ở lúc đầu. Thì đây là xi lanh số 1. Tiếp theo là xi lanh số 2, số 3 để hút vật AB để hai giác hút. Tiếp theo là xi lanh số 10, số 10 để dịch chuyển cái vật AB sang bên 192 trên 4 để hút vật. Tiếp theo là 3 xi lanh 6, 7, 8 để hút 3 vật CD và vật hoàn chỉnh ABCD, và xi lanh 5 để dịch chuyển cả 3 xi lanh này. Cái mạch nút nhấn của em thì gồm có 4 nút, 4 nút Start, Stop, nút chuyển khẩn cấp và nút Reset. Thì nút Start sẽ nhấn, khi nhấn sẽ khởi chạy hệ thống. Stop thì khi nhấn thì sẽ chạy hết chu trình còn lại và sau đó sẽ trở về trạng thái ban đầu. Emergency thì khi nhấn thì tất cả các xi lanh đang làm việc sẽ dừng nguyên ở trạng thái đấy. Nút Reset là để reset lại hệ thống sau khi mình nhấn cái nút dừng khẩn cấp để đưa hệ thống để trở lại trạng thái ban đầu. Đây là bài xây dựng theo graph set. Thì như cái graph set bọn em xây dựng khi nãy thì bọn em đã biết được cái mạch tín hiệu logic cho cụm xi lanh. Đầu tiên là cụm xi lanh số 1, số 2, số 3. Tiếp theo là cụm tín hiệu logic cho cụm xi lanh số 10, số 4. Tiếp theo là cụm tín hiệu cụm logic cho cụm xi lanh 5, 6, 7, 8. Thì tiếp theo, để cho trực quan hơn thì em xin phép mở các phần mềm Bluesim lên được không ạ? Để nó trực quan hơn ạ. Thầy và các bạn đã thấy phần mềm mô phỏng của nhóm em nhạc của em chưa? Dạ luôn à? Thầy ơi, thầy có nghe được em nói không ạ? Rồi nhau rồi. Vâng. Thì nhóm em thì đồ thị hành trình của xi lanh thì em xin phép chạy mô phỏng chương trình. Thì cái này thì cái tình cái chạy ngay mà mình cần nút start để bắt đầu được cả hai xi lanh AB sẽ xuống trên một sang như cái chương trình mà em đã làm trước đó. Sau khi đấy thì hai xi lanh 6, 7, 8 đi xuống và hút ra vật. Nếu stop thì anh sẽ làm các chương trình làm việc và sẽ dừng lại, và để muốn bắt đầu lại chương trình mới thì mình lại nhấn start để chương trình lại bắt đầu. Khi mình nhấn cái nút dừng khẩn cấp, tất cả chế lệnh sẽ dừng nguyên ở vị trí đấy, và chỉ khi nào mình muốn cho hệ thống để về trạng thái ban đầu thì mình sẽ nhấn reset để xi lanh reset lại trạng thái của nó. Và khi mình muốn bắt đầu chương trình mới thì mình lại nhấn nút start để chương trình lại bắt đầu hoạt động.
Thì tiếp theo là mạch thuần khí nén của chúng em, thì tại vì cái công nghệ của nhóm em là các xi lanh nó lại lặp lại các trạng thái cũ nên là nó hơi đôi đám một tí, em cố thử sắp xếp lại không khả quan lắm. Đầu tiên là về thiết kế mạch thuần khí nén cho cục đen 123, thì đây là khí đen số 2 và số 3 để hút hai vật AB, và đây là khí đen số 1 để dịch chuyển các cơ cấu. Đây là cục khí đen số 4 và số 10, thì đây cục khí đen số 4 để hút vật AB để dịch AB, và cục khí đen số 10 để dịch chuyển cả sản phẩm AB sang 192. Đây là cụm xi lanh số 5, số 6, số 7, số 8. Đầu tiên đây là cụm xi lanh số 5. Đây là cụm xi lanh. Đây là cụm xi lanh số 5, đây là cụm xi lanh số 6. Đây là cụm xi lanh số 7, đây là cụm xi lanh số 8. Để xi lanh số 6 sẽ hút vật C, xi lanh số 7 sẽ hút vật D, và xi lanh số 8 sẽ hút vật hoàn chỉnh ABCD. Và xi lanh số 5 sẽ di chuyển cả cơ cấu này sang bên phải. Xin phép chạy một phòng. Toàn bộ bài thuyết trình của nhóm em, thì mong thầy và các bạn cho ý kiến về bài thuyết trình của nhóm ạ, để chúng em hoàn thiện đầy đủ hơn. Xin cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn em. Em bổ sung thầy xem là em giả thiết rằng đề bài của mình nó sinh ra được bao nhiêu các thứ để bổ sung thêm vào cái phần tính chọn thiết bị nhá. Em nghe rồi. Bổ sung nhé. Vâng, em sẽ bổ sung sau. Cảm ơn nhóm số 8 với việc Đức Nguyên Khải và Trọng Đức, xin mời nhóm số 9 bao gồm các bạn là Tuấn Hoàng, Trọng Vinh và Đình Cảnh. Các bạn đi chưa? Em có đấy ạ. Thầy nhìn thấy slide của nhóm em chưa ạ? Rồi, mình thấy rồi. Nhóm em gồm bạn Cảnh, bạn Hoàng, bạn Vinh ạ. Em xin thay mặt nhóm 9 trình bày về bài tập lớn hệ thống truyền động thủy lực và khí nén ạ. Nội dung trình bày gồm có
6 phần là phần yêu cầu công nghệ, phần nguyên lý hoạt động, lựa chọn thiết bị, thiết kế mạch, thiết kế mạch điều khiển và kết quả mô phỏng ạ. Phần yêu cầu công nghệ thì công nghệ của bài tập nhóm em là xử lý bề mặt phôi nhằm tăng hiệu suất làm việc nên được tích hợp hai xi nhanh trên cùng một trục để hút nhả và vận chuyển phôi ạ. Xi nhanh là xi nhanh hai xi nhanh dọc trên thanh trượt ngang 3 để hút nhả phôi hai gai đựng phôi 5 sang gia công chế biến ở 6 ạ. Nguyên lý hoạt động thì ban đầu xi nhanh gọi hai xi nhanh này là xi nhanh A và xi nhanh B ạ. Thì ban đầu xi nhanh A và xi nhanh B ở vị trí trên tức là ở vị trí A1 B1 và xi nhanh C thì ở vị trí C1. Khi ấn start thì xi nhanh A và xi nhanh B đi xuống. Xi nhanh A thì hút phôi, còn xi nhanh B thì ở vị trí này thì đang nhả phôi nhưng mà do lúc bắt đầu là chưa có phôi. Rồi xong thì xi nhanh A và xi nhanh B đi lên, rồi xi nhanh C đi sang phải. Sau đó xi nhanh A và xi nhanh B đi xuống, xi nhanh A nhả phôi ra và xi nhanh B hút phôi lên. Thì là xong thì A và B lại đi lên, rồi C lại quay sang trái. Sau đó lại A, B lại đi xuống, A hút phôi còn B nhả phôi. Cứ thế xong chu trình lặp lại ạ. Lựa chọn thiết bị thì bọn em lựa chọn là van hút chân không MC ạ. Áp suất là từ 0.4 đến 0.7 MPa. Kích thước mặt bích là 16 mm, nhiệt độ làm việc từ 5 đến 60 độ C. Phễu hút ZPR 08 răng hút 8 mm. Xi nhanh khí nén ETEC SC50-1000, áp suất tối đa 1 MPa, nhiệt độ hoạt động từ âm 20 đến 80 độ C. Đường kính bi tông 50 mm, tốc độ từ 30 đến 800 mm/giây. Xi nhanh chuyển động kép để vào xi nhanh C MC CP96S, đường kính bi tông 50 mm, chiều dài di chuyển bi tông 600 mm, áp suất tối đa 1 MPa, tốc độ từ 50 đến 1000 mm/giây. Van điều hướng 52 của MC áp suất tối đa 0.7 MPa, tác động điện hai phía, điện áp là 24 V DC, tiêu thụ công suất chỉ có 0.35W. Điều hướng xi nhanh tốc độ lên tới 300 mm/giây, thời gian phản hồi nhanh 10 mm/giây, relay ôm ron MI4N, điện áp hoạt động 24 V DC, giải hoạt động 3A 250 V AC hoặc 3A 30 V DC. Công tác hành trình ôm ron D4MC2000, công tác hành trình loại đơn giản kín tinh tế, một tiếp điểm hai trạng thái, đạt độ kín chuẩn IP67, nhiệt độ hoạt động từ âm 10 đến 700 độ C. Đâu, 70 độ C chứ. Chỗ này 70 độ C ạ. Chịu đựng tần số hoạt động cao 120 lần trên phút theo tác động cơ, còn 20 lần trên phút tác động điện. Tuổi thọ hoạt động là khoảng 10 triệu lần tác động cơ, 500.000 lần tác động điện. Tốc độ hoạt động 0.05 m/s đến 0.5 m/s. Đây là phần thiết kế mạch lực ạ. Thì thiết kế mạch lực thì gồm có hai xi nhanh AB để hút nhả phôi, xi nhanh C là xi nhanh thanh trượt ngang để đưa hai xi nhanh AB di chuyển, giác hút A và giác hút B ạ. Sơ đồ hành trình bước thì là xi nhanh A ở trạng thái ban đầu là ở A1, xi nhanh B ở trạng thái B1, giác hai cái để điều khiển giác hút là ở 1A2 và 1B2. Đầu tiên thì xi nhanh A sẽ di chuyển đi xuống đến vị trí A2, xi nhanh B đến vị trí B2. Thì khi đó thì giác hút A sẽ hút
và giác hút B sẽ nhả. Thì là giác hút được biểu hiện là ở 1A1 là hút giác hút A hút, 1B1 là giác hút B nhả. Sau đó thì sin anh A và sin anh B đều đi lên, tức là ở vị trí A1 và B1. Và hai giác hút thì giác hút A vẫn hút, giác hút B thì vẫn nhả. Sau đó khi đi lên rồi thì sin anh C sẽ di chuyển sang vị trí C2. Đến vị trí C2 rồi thì giác hút A và giác hút B cùng đi xuống đến là vị trí B2 và A2. Sau đó thì sin anh A và sin anh B cùng đi xuống đến vị trí A2 và B2. Sau đó thì giác hút A sẽ nhả vật và giác hút B sẽ hút vật. Sau đó thì sin anh A và sin anh B cùng đi lên ở vị trí A1 và B1. Rồi sin anh C sẽ quay trở lại vị trí C1, nằm lại chu trình. Sơ đồ graph set của bọn em thì cũng đơn giản. Đây là một là A và B đi xuống, sau đó thì hút, rồi sin anh A hút và sin anh B nhả. Sau đó thì A và B đi lên, rồi C đi sang phải, sau đó quay lại, sin anh A và sin anh B đi xuống, rồi nhả, sin anh A nhả vật, sin anh B hút vật, rồi sin anh A và sin anh B lại đi lên, sin anh C quay trở lại sang trái, tiếp tục làm lại chu trình. Sơ đồ điện khí nén thì bọn em xin mở phần mềm phần lúc xin để mua cho dễ. Thầy và các bạn đã nhìn thấy chưa ạ? Alo ạ. Có rồi nhau rồi. Thấy không nhỉ? Bọn em xin chạy demo ạ. Ơ, thầy có ở đây không ạ? Đây, thầy đang nghe đây. Em nói đi. Vâng, vâng. Khi bắt đầu chương trình ạ. Xin anh A và xin anh B đi xuống ạ. Và kích hoạt ở hai giác hút là giác hút A hút lên và giác hút B nhả ạ. Sau đó thì xin anh A và xin anh B sẽ đi lên ạ. Rồi xin anh C sẽ đi sang ạ. Sau đó thì xin anh A và xin anh B sẽ đi xuống. Sau đó thì giác hút A sẽ nhả vật và giác hút B sẽ hút vật. Đây ạ. Sao lại hai cái cùng hút nhỉ? Chỗ này có trục trặc gì đó. Để bọn em sẽ fix lại đoạn này ạ. À đây đây đây. Nó hơi bị delay thế này, để em fix lại. Sau đó A đã nhả và B đã hút thì hai sin anh sẽ đi lên và sin anh C sẽ quay lại. Sin anh C sẽ quay lại. Quay lại xong thì lại nằm lại chu trình ạ. Đây là về phần điện khí nén ạ.
Về phần khí nén thì vẫn là sơ đồ điện khí nén thì đây là các tầng khối khởi động khối AB đi xuống A hút bên nhả AB đi lên C sang phải AB đi xuống A nhả B hút rồi C sang trái đây là sơ đồ khí nén ạ. Sơ đồ Xếp sau buổi này xếp lại cái sơ đồ khi nén một tí nữa, gọn gọn một tí nhá. vâng thế nhìn nó hơi cồng kềnh ạ. Mình là nãy phải chuyển phát đây là sơ đồ khi ném của bọn em đây. Nhưng mà sao công nghệ đơn giản mà sao ra sơ đồ nó phức tạp thế nhỉ? Tại vì em vẽ thôi theo cái đấy ạ. Vẽ theo cái nguyên lý hành điều khiển đấy ạ. Em chạy đây ạ. Có thể chạy hơi nhanh nhỉ. Thôi được rồi, không sao đi em, không sao, không cần, không phải chỉnh. Chỉ cần nó chạy và nó vẽ lên cái rồi cái chương trình là được rồi. Mà Ừ. cái này như kiểu khi nén nên nó có hơi bị kiểu bị delay ạ, kiểu áp suất nên là cái đường này nó hơi không Nó bị không nó không được, nó không được thẳng đúng không, nó sẽ bị vâng méo đúng. Đây là nhóm mấy nhỉ? Nhóm 9 ạ. Hoàng Vĩnh Vinh với cả Cảnh đúng không? Vâng, Trọng Vinh ạ. Rồi, cảm ơn nhóm 9. Thế rồi em ạ. Vâng ạ. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của nhóm em ạ. Rồi, cảm ơn em. Nhóm 10 ở đây không? Nam Anh, Minh Khuê và Hương Ly. Dạ có ạ. Dạ có ạ. Ừ, rồi, Chế thế lại em bắt xem. đầu đi. Vâng. Đầu tiên thì cho phép em xin được chào thầy và tất cả các bạn có trong lớp học ngày hôm nay. Thì chúng em là nhóm 10 gồm các thành viên là Nam Anh, Minh Khuê và Hưng Ly. Hôm nay chúng em xin phép được báo cáo bài tập lớn môn khí nén và thủy lực. Về phần nội dung thì bài thuyết trình của nhóm chúng em gồm 5 phần. Thứ nhất là tổng quan đề tài, tính chọn thứ hai là tính chọn thiết bị, thứ ba lưu đồ thuật toán của hệ thống, thứ tư là mô phỏng và cuối cùng là kết luận. Sau đây nhóm chúng em xin phép được đưa vào phần tổng quan đề tài. Như mọi người cũng có thể thấy thì ở trên này là hình ảnh mô phỏng cái quá trình vận hành của cái công đoạn dập phôi. Công đoạn dập phôi ở đây thì ở phía bên tay trái này là cái khối phôi chưa được dập và cái xi lanh cũng như tay xoay ở đây nó có công việc là đưa cái phôi chưa được dập này vào vị trí dập và cái máy ép phôi này sẽ dập xuống. Sau khi nó dập xuống rồi thì cái cánh tay xoay ở bên tay phải này nó có nhiệm vụ là nhấc cái phôi đã được dập và đặt vào cái khu vực các phôi đã được dập ở đây. Ở trên này chúng em có
ghi chú các cái vị trí cũng như những cái thiết bị có trong chu trình. Thứ nhất là xin anh khí nén. Xin anh khí nén là xin anh để nhấc vật lên và hạ vật xuống, máy dập phôi. Thứ ba là cảm biến mức. Cảm biến mức ở đây nó có tác dụng là để báo xem cái ở đây có vật hay không. Khi nếu như mà ở đây nó không có vật thì cái động cơ ở dưới này sẽ đẩy vật lên để xi lanh này có thể nhấc vật ra. Thứ tư là khuôn dập. Thứ năm là khung cơ cấu dập. Thứ sáu là cánh tay xoay. Đây là cánh tay xoay. Ở trong chu trình công nghệ này thì có hai cánh tay xoay, là cánh tay xoay bên trái và bên phải. Thứ bảy là tấm hút. Có hai tấm hút là ở hai bên. Thứ tám là các phôi. Bên này là các phôi đã được dập và bên này là các phôi chưa được dập. Thứ chín là tấm nâng. Tấm nâng này có tác dụng là giúp nâng đỡ phôi và đẩy phôi lên bên trên này. Thứ 10 là thân máng chứa phôi. 11 là khung máng chứa phôi. Và 12 là cái trục nâng hạ. Sau đây thì để đi sâu hơn về cái chu trình hoạt động của công nghệ thì chúng em xin đưa ra một cái biểu đồ trạng thái đây. Bước thứ nhất là cái xi lanh A1, cái xi lanh A1 là xi lanh ở bên trái này. Xi lanh A1 sẽ hạ xuống. Hạ xuống lúc này thì cái cánh tay xoay này nó đang ở bên trái, nó chưa quay sang bên phải. Khi mà xi lanh A1 đã hạ xuống rồi thì cái rác trên không này được hút. Khi mà cái rác trên không này hút rồi thì cái xi lanh này nó sẽ nhấc lên và ổ đĩa xoay sẽ quay sang bên tay phải, đưa vật vào vị trí dập phôi. Sau khi đã đưa vật vào vị trí dập phôi rồi thì cái xi lanh 1 này tiếp tục hạ xuống đặt vật vào vị trí và rác hút sẽ được nhả ra. Tiếp theo là xi lanh thu lên và cánh tay xoay quay trở về vị trí ban đầu. Lúc này chỉ còn phôi ở trong máy dập thôi và máy dập sẽ được dập. Với cái chu trình của bên phía tay trái là gấp vật ra thì cũng tương tự. Cánh tay xoay sẽ được đưa vào và gấp vật ra bên ngoài. Tiếp theo, chúng em xin giới thiệu phần tính chọn thiết bị. Về phần lựa chọn rác hút trên không thì giả sử như vật ở đây trong chu trình này là vật nặng 2 kg thì với cái công thức tính FTH bằng M nhân G cộng A chia mi tất cả nhân U thì có thể tính ra được cái lực hút cần thiết là 79,2 N để có thể nhấc vật lên. Từ cái công thức này thì chúng ta có thể tính được cái tiết diện của rác hút để chọn rác hút. F thì bằng P nhân S. B ở đây áp suất hút chọn là 6 bar thì có thể tính ra được cái bán kính của cái rác hút là lớn hơn 7 mm. Đây chúng em chọn cái rác hút chân không khá lớn là 40 mm và van hút chân không cũng cả hai đều của hãng Festo, áp suất hoạt động từ 2 đến 8 bar và áp suất vận hành định mức là 6 bar, kích thước 14 mm. Theo là chọn xi lanh khí nén. Phương trình chuyển động của xi lanh là F trừ P bằng M nhân A. Ở đây với gia tốc chúng em chọn là 5 m/s. Chọn M bằng 10 kg. Tại sao cái vật đấy nó 2 kg mà ở đây em cần chọn xi lanh có thể nâng được 10 kg là bởi vì ở đầu trục xi lanh này nó còn có thêm một cái ổ đĩa xoay nữa. Và cái tải mà xi lanh phải chịu nó là trọng lượng của cả ổ đĩa xoay và cả vật. Ừ, em cộng rồi nó lại đúng không? Vâng ạ. Và cái đoạn này là M bằng 10 kg nhưng P bằng 100 N ạ. Em viết nhầm ở đây ạ. Thế là chúng em sẽ chọn xi lanh Festo với thông số như sau. Đường kính là 16 mm, chiều dài hành trình là 100 mm và lực tối đa lên tới gần 200 N. Ở bên này là van khí nén điện từ. Chúng em chọn các van 52 và van 32 đều của hãng Festo, áp suất làm việc từ 0,15 đến 0,8 MPa, nhiệt độ làm việc từ âm 20 đến 70 độ C và điện áp làm việc là 24V một chiều, tần số hoạt động là 3 chu kỳ trên dây. Về phần sensor thiết bị thì chúng em chọn các cái cảm biến tiệm cận, cảm biến áp suất cũng như là công tắc hành trình cho các xi lanh. Cảm biến tiệm cận này nó có tác dụng là để phát hiện vật đã ở đúng vị trí hay chưa và các bên
các bên nguyên liệu cũng như thành phẩm, và có vị trí có nguyên liệu và vị trí để đặt đặt thành phẩm hay không. Cảm biến áp suất, cảm biến áp suất có thể thông báo xem là cái rác hút đã được hút hay chưa, và công tác hành trình cho các xi lanh. Ở bộ nguồn thì chúng em chọn bộ nguồn là máy nén khí Puma PK20100. Công suất ở đây là 1,5 kW và lưu lượng là 300 lít trên phút. Điện áp sử dụng là 220V, áp lực làm việc là 8 kg trên cm vuông, áp lực tối đa là 10 kg trên cm vuông. Dung tích bình chứa là 95 lít. Ở bên này là bộ lọc khí và điều áp cũng là của hãng Festo, với cấp lọc 40 micron và giải áp làm việc từ 1 đến 16 va, tốc độ dòng chảy là 1.400 lít trên giây và nhiệt độ môi trường làm việc là trừ 10 đến 60 độ C. Ổ đĩa xoay. Ở đây thì trong chương trình công nghệ của chúng em, cánh tay xoay nó quay một góc 180 độ nên chúng em chọn cái ổ đĩa xoay ở đây là của hãng Festo, với đường kính trục là 25mm, góc xoay là 180 độ và công tắc hành trình thường mở gắn sẵn ở bên trong để có tín hiệu thông báo cho các thiết bị khác. Mô men xoắn cực lại là 44,25. Sau đây chúng em xin trình bày về phần lưu đồ hoạt động của hệ thống. Ở đây chúng em đưa ra một cái giản đồ GraphSet đơn giản để có thể thiết kế được cái hệ thống này. Chúng em thiết kế theo phương pháp nhịp, từng nhịp một. Ở đây thì nó có 16 nhịp tất cả. Còn khi mà có tín hiệu start thì xi lanh 1 sẽ đi xuống, rác hút 1 hút vật rồi xi lanh 1 thu về, cánh tay xoay quay sang phải, xi lanh 1 đi xuống, rác hút 1 nhả vật và xi lanh 1 lại thu về và quay sang trái. Đây là một chu kỳ của khối bên trái để nhấc cái vật mà chưa được dập này vào khuôn để dập. Tương tự với cả cái khối bên tay phải thì cũng như vậy. Các hoạt động này hoạt động tuần tự và lần lượt nhau. Cái hoạt động trước nó sẽ tạo ra tín hiệu để làm điều kiện cho hoạt động sau được tiếp diễn, và nó sẽ thành một chu trình vòng kín hoạt động liên tục. Cảm biến ở số 3 và hai cái cảm biến ở bên này nó có tác dụng là, ví dụ như là cái cảm biến 3 này mà nó báo là không có vật ở đây thì cái chu trình này cũng sẽ được dừng lại. Đấy là tác dụng của hai cảm biến ở đây. Ở bên này thì nó phải có vật thì chu kỳ nó mới được thực hiện. Còn bên này thì nếu như mà nó đầy rồi chẳng hạn, nó không thể để cái phôi đã tập sang bên này nữa, thì nó cũng sẽ thông báo cho hệ thống và hệ thống sẽ không thực hiện tiếp chu trình. Tiếp theo là phần mô phỏng trên phút sim. Đây là mạch điện khí nén thuần túy. Nếu như mà để trong slide thì nó khá rắc rối và khó nói, nên là em xin phép được mở. Nhưng mà cái sơ đồ này lúc nào đó rảnh thì sẽ xếp lại một tí nhá. Trời ơi, tối quá. Vâng ạ. Đây là mạch khí nén thuần túy thì em đã đưa ra đây là cho nó dễ nhìn, bởi vì nó khá rối nên là em đưa ra đây là, đây là ổ đĩa xoay, đây là xi lanh 1, đây là rác hút 3, đây là ổ đĩa xoay bên phải, đây là xi lanh 2 và đây là cái rác hút ở bên tay phải. Ở đây chúng em có hai nút điều khiển, đó là nút chạy một chu kỳ. Khi mà ấn nút chạy một chu kỳ thì nó rất là đơn giản, là khi mà xi lanh một này sẽ sang trái, nó sẽ chạm vào cái cảm biến công tắc hành trình ở Y. Chính cái tín hiệu công tắc hành trình ở Y sẽ đưa ra và điều khiển tiếp cái rác hút 3 để hút phôi. Và cũng cứ như thế, khi mà cái rác hút 3 để hút phôi rồi thì nó sẽ có một cái cảm biến. Và cái tín hiệu thông báo là nó đã hút phôi sẽ kích hoạt cái cánh tay xoay này xoay. Thế như có thể thấy là cái chạy một chu trình ở đây là nó rất là giống với cả cái lưu đồ và cái
rất là giống với cả cái biểu đồ trạng thái mà chúng em đã đưa ra đặt đầu đề bài, và nó đáp ứng được yêu cầu công nghệ. Nếu như mà chạy liên tục, trong trường hợp chạy liên tục thì sao? Trong trường hợp chạy liên tục em sẽ cho tốc độ nhanh hơn. Ví dụ như đang chạy liên tục, ở đây em có mô phỏng là cái 3S1 này là cái cảm biến ở phía bên trái. Nếu như mà nó kết vật và không thể nhân nữa, ví dụ đây là một cái nghiệm tại là đang chạy rất bình thường trong nhà máy, mà khi nó hết vật thì sao? Nếu như nó hết vật thì cảm biến mức ở phía bên tay trái báo hết vật thì toàn bộ chu trình sẽ dừng lại. Nếu như mà công nhân sẽ đặt thêm vật vào và cảm biến mức lại thì phát hiện có vật thì mình sẽ được tiếp tục hoạt động. Cái chỗ cảm biến mức nhóm em check lại cho thầy xem là ví dụ là cái cảm biến mức mình chọn đấy, nó cái range của nó, cái khoảng cách nó đo là từng nào nhé, thứ nhé, để check lại xem là liệu nó có phù hợp không. Dạ đây ạ, cảm biến mức ở đây ạ. Ừ, mình biết rồi, nhưng mà check lại cái thông số em chọn xem là ví dụ cái khoảng cách nó đo thế nào và đặt như thế đúng chưa, mình không rõ là tức là mình đặt từ trên đến dưới, từ trái qua phải, check lại một chút được không? Vâng ạ, cảm biến mức này thì về cơ bản nó chỉ là cảm biến tiệm cận bình thường. Cái cảm biến tiệm cận này thì nó khi mà có vật đây thì nó sẽ phát hiện được là đã có vật thì nó mới nhắc được đi. Còn nếu như mà nó hết vật rồi thì cảm biến mức này nó sẽ ở mức mức không, thì nó thông báo là đây không có vật và hệ thống sẽ nhận biết được đây không có vật thì nó sẽ không tiếp tục nữa. Rồi ok. Cảm biến tiệm cận nhóm thì... nó nhóm 10 là nhóm 10 đúng không nhỉ? Vâng ạ. Ừ, nhóm 10 là trình bày rất là cẩn thận đấy. Mình cũng rất là thích cái cách các bạn trình bày, nhưng mà cũng bổ góp ý một tí là các bạn làm ơn sắp xếp lại cái sơ đồ nhé. Dạ. Nó nhìn nó gọn gàng hơn một tí để dễ theo dõi. Dạ, vâng ạ. Rồi, cảm ơn thầy. Cảm ơn. À, nhưng mà em thưa thầy. Cảm ơn. Ừ. Em thầy. Cái mạch điện khí nén này thì bọn em làm chưa cẩn thận bằng cái mạch điện điện khí ạ. Đây là khí nén thuần túy ạ. Là bọn em vẫn còn cả một phần trình bày về điện khí nén ở đây nữa. Thế thì cho mình xem hết kết quả đi. Vâng, thì à ừ. Sau thì sau đây thì bạn Khuê, bạn làm về phần điện khí nén này thì bạn sẽ trình bày thêm một chút về phần điện khí nén ạ. Vâng, em okay, okay. Chào thầy. Chào Nam Anh, chào các bạn trong lớp. Em xin phép share cái màn hình của em. Sơ qua thì đây, mọi người nhìn được cái slide của em chưa? Thấy rồi. Vâng, đây là cái cấu trúc mạch được hiện điện khí nén của em. Bọn em thì bọn em giả sử là đang giả sử là cái bảng điều khiển của cái hệ thống của mình là như này, thì phía bên này là các cái nút để điều khiển cái hệ thống, và phía bên này có cái nút của manual, tức là sao, tức là ví dụ người vận hành ấy, người ta có thể tác động đến từng từng cái cơ cấu, từng bước một, để ví dụ là có thể sửa lỗi hệ thống, hoặc là test, hoặc là muốn làm một chức năng đấy riêng với cả cái bước đấy. Thì sau đây để cho tiện thì bạn sẽ xin phép share cái màn hình full screen của mình em. Thì trên này cũng là các cơ cấu chấp hành, gồm có các hai xi lanh này, hai cánh tay xoay đây và đâu nhỉ, ở đây, đây và đây, có thêm hai giác hút nữa và hai cái cảm biến tiếp cận ấy. Thì là đây và đây. Còn bọn em thiết kế gồm các khối như sau: thứ nhất là khối điều khiển chính toàn bộ hệ thống này, và các cảm biến hành trình đưa tín hiệu về các cuộn dây này, tiếp theo là mạch điều khiển, và cuối cùng là mạch điều khiển các van 52 được các cơ cấu chấp hành. Thì ngoài ra còn bọn em còn có khối manual ở phía bên này. Để nói về điều khiển cái hệ thống này thì nó có mấy thành phần chính, à mấy mấy phần chính như sau. Tức là để khởi động hoàn toàn bộ hệ thống thì có một nút main switch này, và ngay sau nút main switch thì bọn em có thêm e-stop, và bọn em có hai chế độ vận hành là manual và auto. Trong auto thì có hai chế độ nhỏ hơn là vận hành trong một chu kỳ,
và vận hành đây là vận hành liên tục nhiều chu kỳ và đây vận hành một chu kỳ. Và ngoài ra và em có bổ sung thêm nút reset đây thì em xin reset vận hành hệ thống ạ. Đầu tiên thì để khởi động hoàn toàn hệ thống thì bấm nút main switch này và tiếp đấy chọn chế độ, ví dụ chọn chế độ auto chẳng hạn. Và để vận hành một chu kỳ thì bấm vào nút nút này và sau đây là đây. Thì hệ thống sẽ tự động vận hành trong một chu trình. Và nếu muốn vận hành nhiều chu trình thì sẽ nhấn vào nút S6 này. Ngoài ra thì khi mà nhấn stop thì toàn bộ hệ thống sẽ mất nguồn và hệ thống dừng lại ở vị trí đấy. Và khi mà muốn reset ấy, thì bọn em phải vào chế độ manual và sau đấy bấm reset thì các cái thiết bị chấp hành này nó sẽ về vị trí ban đầu. Thì đây em xin phép thử bấm reset đây, thử bấm stop. Đây, sau đây em sẽ bấm stop. Đây, toàn bộ hệ thống đã dừng lại. Bây giờ muốn hệ thống quay trở lại thì phải nhả emergency ra, nhả emergency stop ra, sau đó vào chế độ manual. Vào chế độ manual và nhấn reset thì ví dụ cái xi lanh 1 đang nhả ra, đang thò ra đây. Thì nhấn reset thì reset này sẽ tác động đến tất cả các cấu chấp hành để đưa nó về vị trí ban đầu. Đây. Như vậy là hệ thống đã được reset và sau đấy thì bọn em sẽ khởi động lại hệ thống ạ. Và chế độ auto và vận hành lại bình thường. Gọn gàng nhỉ. Dạ vâng. Thì làm nó gọn hơn chút ạ. Đó, như vậy là hết một chương trình rồi. Rồi, cảm ơn Khuê. Dạ vâng ạ. Khuê thầy. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Khuê và cảm ơn nhóm 10. Nhóm 10 gồm Nam Anh vừa nãy đúng không? Là Khuê. Và cuối cùng là Hương Ly. Ô, lớp này có một bạn nữ à? Hai bạn nữ. Rồi nhóm 12 chuẩn bị chưa? Nhóm 12 ở đây không? Em sẽ dừng xe. Có 11 ạ. Nhóm 11. Hùng, Minh và Hằng. Và có lẽ là hết nhóm 11 thì mình sẽ dừng lại ở đây và để các nhóm sau, để buổi sau được không? Dạ được ạ. Nhóm 12 được ạ. Xin mời nhóm 11. Dạ vâng ạ. Em thầy nhìn thấy được ạ, thầy nghe rõ không ạ? Nhìn thấy và nghe rõ. Vâng, sau đây em xin bắt đầu ạ. Thì sau đây em xin trình bày về bài tập của Sau đây em xin trình bày về bài tập của nhóm em, đó là về máy dập ạ. Đây là các thành viên nhóm em ạ. Em tên là Minh ạ. Còn nhóm em có bạn Trương Thanh Hằng và bạn Vũ Hùng ạ. Sau đây em xin bắt đầu ạ. Phần trình bày nhóm em sẽ có 5 phần là tổng quan công nghệ, lựa chọn thiết bị, thiết kế mạch điện thuần khí nén, thiết kế mạch điện khí nén và phần 5 là phần kết luận. Thì sau đây em sẽ bắt đầu. Thì đây là hình máy dập phôi của nhóm em. Đây cái bài thầy đưa chỉ có 4 cái hình này thôi ạ. Sao nó lại simple thôi? Dạ. Cái này có dễ quá không? Em biện thêm mà cho nó đủ, tại như cái hình thì có mỗi cái này dập xuống hai này dập vào để lấy phôi lên ạ. Vâng, thì cái đây xi lanh A này dạ. Nó hơi đơn giản quá. Vâng, như xi lanh A này là xi lanh ép dập xuống ạ. Thì đầu xi lanh B1 B2 để ép vào ạ. Xi lanh C là để đưa phôi vào và xi lanh D là đẩy sản phẩm nó hoàn thành ra. Đấy, sau đó đây là công nghệ của nhóm em ạ. Khi nhấn Start thì đưa xi lanh C sẽ đưa phôi vào, thì cảm ơn B1 báo
sau đó CNC sẽ thu về trạm C1 thì A lại đi xuống F. Thì cái A này nó sẽ đi xuống F, sau đó thì hai cái xi lanh bên cạnh sẽ ép vào, sau đó thu về, sau đó hai hai xi lanh lại thu về chạm một bên một và một bên hai thì xi lanh A này sẽ thu về. Thì nếu mà chạm A không thì xi lanh D sẽ đi ra đẩy sản phẩm và lại thu về và đã hoàn thành một chu kỳ ạ. Đây là bọn này nhóm em sẽ lựa chọn chất bị ạ. Để xi lanh ép dọc A thì bọn em sẽ chọn xi lanh như trên ạ, với chiều dài là 265mm, áp suất tác động là 13 và đường kính là 40mm ạ. Xi lanh ép ngang B1, B2 và xi lanh đẩy CD thì bọn em chọn xi lanh có thông số chiều dài là 250mm, áp suất tác động mắc là 13 và đường kính là 40mm như trên hình. Đây là cảm biến của nhóm em ạ. Chúng ta chọn cảm biến quang. Đây là bọn em chọn van. Thì chúng ta dùng van 32 thì tần số dòng chảy lớn nhất là 160. Cái này. Lít trên phút và áp suất hoạt động là 1,5 đến 13. Nhiệt độ hoạt động là từ âm 5 đến 60 độ C ạ. Thì đây là bên cạnh là thông số van 52 với tốc độ dòng chảy lớn nhất là 750 lít trên phút ạ. Áp suất hoạt động là 2 đến 13 và nhiệt độ hoạt động là từ âm 5 đến 40 độ C ạ. Thế từ từ mà hỏi một tí ạ. Thế thông số này có chuẩn không và sao người trình bày có vẻ hơi em là trình bày đại diện, còn phần em làm là phần ở dưới. Em đại diện cho nên là thông số là bạn khác chọn em. Thông số là ai chọn? Xin... Hai bạn còn lại. Em chỉ làm phần khí nén và điện khí nén nên em đại diện trình bày. Vâng, em xin tiếp tục ạ. Ở đây thì xem sẽ bắt đầu thiết kế mạch điện tuần khí nén ạ. Đây là sơ đồ hành trình bước của chúng em ạ. Thì cái này dùng em vẽ chung luôn cho cả khí nén và điện khí nén ạ. Thì phần thuần khí nén thì em thiết kế theo tầng, tại em thấy nó gọn. Phần điện thì em làm theo glass set thì thấy nó cũng hơi dài nên em thử làm theo tầng thì thấy nó cũng ngắn gọn và sáng sủa hơn ạ. Vậy thì khi nào em bắt đầu ạ? Tức là khi mà em làm theo tầng thì nó sẽ ít thiết bị hơn ạ? Vâng, em thấy nó gọn ngắn gọn hơn ạ. Không, gọn hơn hay cái gì đấy thì, à, vâng. Thì em đến một bình xem. Thế à? Ok. Ít thiết bị đi nhiều. Vâng. Thì đây là mạch tầng của bọn em ạ. Bọn em có 4 tầng. Thì như quy tắc phân tầng như các bạn nhóm trước đã trình bày thì nhóm em chia ra 4 tầng ở đây. Thì ta có tín hiệu mở tầng 1 này, nhấn bắt đầu khi tầng 4 hoạt động. Ở đây nhân với lại D0 để mở tầng 2 thì ta có C1 nhân với lại tầng 1. Tầng 3 thì 2B1, 2B2 nhân với lại tầng 2. Để tầng 4 thì là tầng 3 nhân với lại D1. Tức là tầng 1 mở, tức là tầng 1 xong rồi sẽ đến tầng 2. Tầng 2 xong thì đến tầng 3. Tầng 3 xong đến tầng 4. Xong tầng 4 xong lại quay tầng 1. Cái này để em viết này đây để lát nối vào mạch khí nén nó cũng y hệt như này. Thì cái thiết kế theo tầng này nó cũng có form rồi. Em cũng chỉ làm theo form. Nó cũng đơn giản. Là cơ cấu chấp hành bọn em. C đi vào đưa sản phẩm vào, xong A xong đi ra, A đi xuống giữ, xong B1 B2 đưa vào dập, xong rồi thu ra, A thu về, D đi ra đẩy và D lại thu về. Còn đây là mạch chia tầng ạ. Thì mạch mẫu thì gồm có 4 cái T1 T2 T3 T4 ấy và cái 3 van là E1 E2 E3 là theo mẫu ạ. Thì đây bọn em nối tín hiệu y như thế này là sẽ ra mạch được mạch tầng như trên ạ. Em sau đây em đây là thiết kế mạch điện khí nén thì bọn em có các nút nhấn là main switch, stop và dừng khẩn cấp, reset, nút start stop chế độ, tức là chọn chế độ manual hay là auto, cycle on, cycle off, là cycle on là chạy nhiều chu kỳ, còn đây là ngắt nhiều chu kỳ, còn có một nút nhấn là một chu kỳ. Đây là cơ cấu chấp hành cũng như trên. Đây là phần mạch điện khí nén của bọn em.
Đây là kết quả mô phỏng và sau đây em xin chạy trên phần mềm FluentSim để cho thầy và các bạn cùng xem. Thầy vẫn nghe rõ chưa? Vẫn nghe rõ và nhìn rất rõ. À vâng. Thì sau đây em xin đây là cái mạch khí nén thì em làm theo tầng thì cũng đơn giản, là có một nút cấp nguồn và một nút start đấy. Thì sau đây em xin chạy thử. Đây đầu tiên là cấp nguồn và đây là bọn em đang cho chạy nhiều chu kỳ ấy. Thế thì phải bổ sung cho thầy thêm một số function khác, ví dụ như là các bạn đi làm, các bạn có single cycle này, các bạn à đấy là phần này. À vâng vâng, đấy đấy, em chủ yếu làm phần điện ạ. Vâng vâng. Thì có gì em sẽ bổ sung thêm. Đây em đang chạy khí nén để xem có đúng cái đấy, đấy em bắt đầu nhấn chạy ạ. Đấy, C nó sẽ đi ra. Xong đưa ra để sản phẩm ở đây. Xong rồi thằng A xuống giữ. 2B đẩy vào ép. Xong rồi sẽ thu về. A nó sẽ đi lên và D đẩy sản phẩm ra. Đấy, kết quả mô phỏng thì em bắt đầu một chu trình mới ạ. Thì đây là do cái hình vẽ, cái cơ cấu của cái đây đấy, cái xi lanh A nó có một cái đoạn như này, nên là lúc thu lên thì nó ôm này theo, nên là cơ cấu của em làm chỉ có vậy là em thấy là cũng hợp lý. Thế đây em sẽ chạy phần này, thầy có thấy gì không ạ? Thì em sẽ mở phần điện khí nén ạ. Thấy gì là sao cơ? Thấy có ý gì hả? Không, vâng. Thế em sẽ xin phép mở phần điện khí nén. Đây là mạch điện khí nén của bọn em ạ. Đây là nút phần này thì cũng giống với kia đó. Đây là bọn em có nút đóng nguồn chính này. Đóng cái này vào thì nếu mà đóng cái này là sẽ đóng K1. Đây là nút E-stop. Nếu mà nhấn cái này thì sẽ ngắt K2 ra và ngắt nguồn cho tất cả cái này. Bọn em có nút ấn reset để đưa tất cả các xi lanh này về vị trí ban đầu. Đây là chọn chế, đây là nút nhấn manual, là chọn chế độ manual. Đây là ngừng chế độ manual. Đây là chọn chế độ auto. Ngừng chế độ auto. Ở chế độ manual này thì đây là các nút này để có thể chỉnh bằng tay, để có thể bấm chỉnh bằng tay. Em sẽ chọn chế độ manual. Em sẽ bắt đầu. Đấy, nếu mà em nhấn này thì có thể chỉnh bằng tay được. Như này. Nhấn reset thì nó sẽ thu hết về lại trạng thái ban đầu. Đó. Đây em sẽ ngắt chế độ manual. Và khi chọn chế độ manual thì mình không thể chọn được auto. Để chọn auto thì mình sẽ ngắt manual đi. Mình bấm chọn auto. Đây em sẽ nhấn chọn. Đây là nút một chu kỳ đây. Đây, C đi ra. Đi về. Đấy. Là đúng công nghệ. Còn đây là nút nhiều chu kỳ ạ. Đây. Đây thu về xong cái C để bắt đầu tiếp. Xong nhấn E stop nó sẽ ngắt hết. Nó sẽ ngắt cả nguồn cấp khí và ngắt cả nguồn điện. Đây chúng ta nhấn reset xong nó để chạy lại thì chúng ta bấm lại E stop xong rồi nhấn reset thì nó lại thu về. Đấy, kết quả mô phỏng thì đúng ạ, đúng với lại bài toán đưa ra. Phần trình đây, phần trình bày rồi ạ. Dạ. Phần kết luận thì bọn em đã xem sửa xi lanh đưa phôi vào ra và kết quả mô phỏng là đúng với mục tiêu thiết kế và đã đầy đủ các nút bấm chức năng. Dạ. Phần trình bày của nhóm em xin hết ạ. Thầy có rồi, cảm ơn các em. Bạn có góp ý gì không ạ? Từ cái đề tương đối là dễ đúng không? Thì nhóm em đã bổ sung các thứ để dùng thêm hai cái xi lanh để vào để ra. Để chú đầu thì dễ quá đúng không? Vâng, thầy có mỗi cái hình. Hả? Dạ, là thầy có mỗi cái hình. Ừ, vâng. Ý là lúc đầu cái đề bài nó dễ quá. Nào cho mình nói lại một tí cái gương mặt của đồng đội xem nào. Đây ạ. Em là người đã em là Minh. Là em là Minh, Bùi Quang Minh đấy. Xong ba đứa này lạ vậy nhỉ. Rồi ok. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn nhóm 11 đúng không?
Dạ vâng ạ. Rồi, cảm ơn em. Có lẽ là từ nhóm 12 là mình sẽ để đến buổi sau nhé. Dạ vâng. Nhóm 12, nhóm 13. Dạ vâng. Dạ. Ừ rồi. Thế ok, nhóm 11 và các nhóm mà người trình bày xong thì làm ơn quấn túm lại chỉnh sửa, ai cần chỉnh sửa thì chỉnh sửa, thế sau đó các bạn nén file lại và các bạn gửi trên nhóm mình nhé. Em chào thầy ạ. Ừ, chào em, chào cả lớp.